Kem ngon thế này mà không ăn. Ôi, đi bán tiếp. Vài cây kem hay là vài cốc nước thì sướng nhỉ? Vâng. Anh Tuấn ơi, cái thùng về kia. Thùng nào? Cái kia ai? Cương, Quyết, thêm xem cái gì? Ngon thế. Anh Tuấn ơi, ngon quá. Anh Tuấn ngon quá. Ừ, ngon đấy. Ngon, anh Tuấn ơi. Ngon lắm, anh Tuấn ạ. Ngon quá các bạn. Ngon ngon này. Ngon quá anh Tuấn. Mấy cả thằng Quyết đâu nhỉ? Anh Quyết ơi, nó đi kia à? Quyết ơi, đi về. À, vâng ạ. Ôi, vẫn cố lên à? Thôi, em, đi về. Em thèm lắm anh ạ. Đây. Quá thế à? Ơ, Kim, sao toàn vỏ thế này? Toàn vỏ ấy. Có chuyện gì đây? Bốn anh ăn kem của em đúng không? Ừ. Kem nào là ăn thì kem nào đâu? Thế kìa, bốn anh ăn kem xong vứt vỏ ở kia kìa. Đấy là ai ăn chứ anh có ăn đâu đúng không anh em? Thấy chưa? Đàn em của anh bảo là anh không ăn. Đúng à, các anh ăn rồi, giả tiền kem em đây. Chú còn cười ấy, anh ấy bảo anh không ăn mà. Thôi, không nói chuyện với chú nữa rồi, anh em đi về. Đi về. Hết, đứng lại. Giả tiền kem ơi, giả ơi. Anh ấy bảo anh không lấy mà. Giả tiền kem đây. Anh ấy bảo anh không ăn mà. Giả em đây. Anh không ăn. Giả em ơi. Giả gì? Giả em. Giả này. Thôi anh em đi về. Bán kem về. Bán kem à? Có que kem mà không bán cho anh? Anh Tài ơi, bọn Tuấn Tiền Tỉ nó cướp hết kem của em. Giao đua thế nào? Em đi bán kem thì em bị đau bụng thôi. Em để kem ở đường, em đi vệ sinh một tí thôi, bọn Tuấn Tiền Tỉ cướp mất ạ. Thế đâu rồi? Chú đi cùng anh giải quyết cho. Anh Tuấn ơi, mình ăn kem của Vinh thì có anh Tài có biết bọn mình ăn không? Anh Tài sao biết được? Nhưng mà anh Vinh phô thì sao? Vinh nó không phô đâu. Vâng.
kem ở đây để anh và anh hỏi cho. Ừ, mày đưa cho anh hỏi. Nãy mày đưa ăn kem của Vinh à? Ừ, không, em không ăn hạt đâu. Anh hỏi lần cuối, các em có ăn không? Em không ăn. Được rồi, không ăn cái gì? Để anh gọi Vinh vào. Vinh ơi, vào đây. Vâng ạ. Vinh, nói đi. Anh ơi, hôm nay các nè, các anh này ăn kem của em mà không trả tiền à? Đấy nha, các em nha. Là Vinh nói đấy chứ không phải anh nói đâu. Anh Tài ơi, đúng rồi, vừa nay bọn em ăn kem của Vinh không trả tiền. Vâng, sao lại làm thế? Em ăn kem của Vinh em phải trả tiền chứ. Anh ơi, Tài vừa nay em không mang tiền đi ạ. Không mang tiền thì hôm sau trả Vinh chứ sao lại để ngã Vinh đấy kìa. Lại còn chúa nó không ăn kem của Vinh nữa hả Tuấn? Thôi, ta xin lỗi Vinh đi. Vinh đi cho tớ xin lỗi. Đấy, anh nhắc cho Tuấn nha. Và cũng nhắc cho mọi người, mình ăn kem mình phải trả tiền. Người ta cũng mất tiền mua chứ người ta còn làm ra đâu. Và bài học của chúng mình đến đây là hết rồi nha. Bye bye. Bye bye.